Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video này mình sẽ nói về con app Bagan. Thì nói đến cái tên thôi là chắc các bạn cũng hình dung được là cái ứng dụng này là dùng để làm gì đúng không? Thì cái túi Bagan dùng để đựng tiền, đựng vàng rồi đó các bạn. Cái ứng dụng này được tạo ra để giúp cho những người mà có thu nhập không cao có thể bắt đầu gửi tiết kiệm chỉ với vài chục ngàn hoặc thậm chí là đầu tư. Và cái ứng dụng này cũng rất là hot thời gian gần đây do nó đã được PR bởi Sắc Vương, bởi tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam, cũng như là đã được phỏng vấn trên đài truyền hình. Thì đây là một cái ứng dụng mà đã có đăng ký giấy phép kinh doanh và trụ sở ở Hà Nội. Và các bạn nên nhớ là phải chú ý theo dõi thật kỹ video này để mình làm sao cho đúng nha các bạn. Bởi vì các bạn chỉ cần làm sai một bước thôi thì các bạn sẽ không nhận được cái tiền khuyến mãi đó đâu. Bởi vì cái nền tảng này còn khá là mới tại thị trường Việt Nam, cho nên nó đang có cái chương trình khuyến mãi dành cho những người dùng mới. Khi mà chúng ta lần đầu tiên gửi tiền vào chỉ với cái mệnh giá thấp nhất là 50.000 và gửi tiết kiệm thời hạn là 1 tháng, và chúng ta gửi đúng 1 tháng đó thì chúng ta sẽ nhận về cái tiền lãi của 50.000 này cộng với là 20.000 được tặng. Mình sẽ chỉ các bạn cách kiếm thêm 80.000 nữa chi tiết trong video này nha. Thì đây là cái ứng dụng để chúng ta có thể là cài đặt trên điện thoại, và đây là cái trang web chính thức của cái công ty này là bagan.vn nè các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có thể tải ứng dụng cho Android nè, và chúng ta có thể tải ứng dụng cho iPhone. Rồi các bạn kéo xuống phía bên dưới của cái trang web này thì các bạn sẽ thấy là cái công ty Bagan này nó sẽ liên kết với lại VNPT nè, Ngân hàng Quân đội, MB Bank nè, Amber nè và AASC. Thì khi mà chúng ta gửi tiền tiết kiệm vào cái nền tảng này thì cũng giống như là chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, nhưng mà cái lãi suất hàng năm nó sẽ cao hơn nha các bạn. Mà không có ai mà đem vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn đi vô ngân hàng gửi tiết kiệm các bạn. Nhưng mà đối với cái app này chúng ta có thể nằm ở nhà và chúng ta vẫn gửi tiết kiệm được. Và bên cạnh đó, cái nền tảng này nó còn có những cái mục để cho chúng ta đầu tư nữa các bạn. Chút xíu là mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau nha. Thì kéo xuống phía dưới nữa thì các bạn sẽ thấy cái video của Sắc Vương, mà một người rất là nổi tiếng, là các bạn bấm vào các bạn pháp xem. Pháp nhân được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Đấy. Rồi thì có các cái đối tác. Các đối tác ở đây là ví dụ như là Bảo Việt hay Ngân hàng Quân đội, hay là các cái đối tác, các cái quỹ đầu tư rất là lớn của nước ngoài. Thì khi mà tham gia vào, chúng ta đầu tư vào một cái rổ mà trong cái rổ đấy được nhiều các đối tác uy tín như thế đầu tư cùng vào, thì cái rủi ro về mặt pháp lý, rủi ro về mặt đầu tư thua lỗ nó sẽ hạn chế đi rất nhiều. Đấy, và đổi lại thì cái lãi suất nó lại cao hơn cái việc chúng ta đi gửi ngân hàng. Thế thì thành ra là đấy là cái mà tôi nghĩ là nó phù hợp. Đấy, một cái điểm nữa là cái đầu tư này thì nó không cần một cái lượng tiền lớn, nó cũng không cần một cái thời gian nhiều, nó cũng không cần chúng ta phải đầu tư mang tính tập trung, mà nó rất là phân tán. Thu nhập của chúng ta ít, tiền lương hoặc là học bổng hoặc tiền bố mẹ cho chưa xài đến vân vân, thì chúng ta có thể đầu tư theo ngày, theo tuần, theo tháng vân vân, trích thêm tiết kiệm một vài, có thể đầu tư từ mấy chục nghìn cho đến rất nhiều tiền. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bây giờ, mà đặc biệt những cái sản phẩm này lại do cái thế hệ trẻ các bạn bây giờ làm ra. Đấy, và khi mà thế hệ trẻ làm ra thì tôi cũng thấy là tôi cũng đã đầu tư, tôi cũng đã xem xét và tôi cũng đã nói với ví dụ như con tôi bây giờ cũng đã tham gia đầu tư rồi. Đấy, thì nó rất là phù hợp với các bạn. Rồi ok, và đây là cái phần nói về túi Bagan của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam nha các bạn. Hiện tại thì như bạn biết là các ngân hàng đều phát triển ngân hàng số để phục vụ thực hiện giao dịch ngân hàng, nhưng mức độ tiện lợi và nhanh chóng thì vẫn chưa hẳn đã đáp ứng được trải nghiệm của người dùng. Các cái giao dịch phức tạp lợi và nhanh thì chóng vẫn phải thực hiện tại quầy, và cái lãi suất tiền gửi, đặc biệt là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thì biên là rất mỏng, và sản phẩm Bagan đã khắc phục được hết các cái nhược điểm trên. Cái ứng dụng Bagan đã đặt cái sự tiện lợi. Thì ở đây các bạn cũng nghe được những người nổi tiếng, người ta nói là khi mà tham gia vào cái ứng dụng Bagan này á thì mình sẽ được một cái là mình gửi tiết kiệm không kỳ hạn, nó sẽ lãi suất nó cao hơn ngân hàng nè, và nó tiện lợi khi mình nằm ở nhà đó, mình chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, mình chuyển tiền từ cái app ngân hàng mình vào đây, mình gửi tiết kiệm rất là nhanh chóng và tiện lợi luôn. Rồi bạn kéo xuống phía cuối trang thì ở phía cuối trang nó sẽ có thông tin trụ sở của công ty. Thì ở đây mình xin được phép làm mờ cái thông tin, cái địa chỉ này nha các bạn. Tại vì nó sẽ vi phạm điều khoản của YouTube
Các bạn muốn xem cái địa chỉ này thì các bạn chỉ cần truy cập vào cái trang là bagan.vn thì các bạn sẽ thấy cái trụ sở công ty. Thì ở đây nó sẽ có số hotline, nó sẽ có email của chăm sóc khách hàng và nó sẽ có cái Zalo chăm sóc khách hàng luôn. Và khi các bạn nhấp vào Facebook nè, nhấp vào cái biểu tượng Facebook ở phía dưới đây thì nó sẽ dẫn mình đến cái trang fanpage của cái ứng dụng Bagan luôn. Và nó đang được là 13.000 người theo dõi các bạn. Và đăng bài, mình thấy tần suất đăng bài cũng rất là ok. Rồi ở phía dưới cuối này các bạn sẽ thấy cái mã số thuế ở đây. Cái mã số thuế của cái công ty Bagan. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mình đi check thử xem cái mã số thuế này nó ok hay không. Thì mình sẽ copy lại cái mã số thuế này. Đấy, mình sẽ sao chép lại cái mã số thuế này các bạn. Hiện tại thì mình đang truy cập vào cái trang của Tổng cục Thuế Bộ Tài chính các bạn. Đấy, thì nó có địa chỉ là tra cứu nnt.gdt.gov.vn các bạn. Thì ở đây nó sẽ có cái dòng là thì ở đây mình nhập qua cái bên là thông tin về người nộp thuế nè. Mình sẽ nhập cái mã số thuế của cái dòng này. Đó, mình sẽ dán cái mã số thuế mình vừa copy vào đây. Và mình sẽ nhập cái mã xác nhận bên này qua nha. Rồi mình sẽ bấm vào nút tra cứu. Rồi thì ở đây nó hiện ra cái tên công ty nè các bạn. Công ty CB, công ty cổ phần Bagan, chi cục thuế quận Hoàng Mai nha các bạn. Rồi ở đây có số thẻ căn cước. Cái số thẻ căn cước này mình xin phép làm mờ luôn các bạn. Tại vì nó cũng nằm trong cái điều khoản cá nhân, thông tin cá nhân của YouTube. Nên mình không thể chia sẻ cho quá rộng rãi quá nhiều người được. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy ngay cái mục là ngày thay đổi thông tin gần nhất là ngày 22 tháng 6 năm 2023 nè. Rồi đây là trạng thái là đang hoạt động nè. Đã được cấp giấy chứng nhận. Rồi ok ha các bạn, khi mình check cái mã số thuế thì rồi rất là ok. Ở đây thì mình cũng chia sẻ thêm một cái video về cái ứng dụng Bagan này đã được lên đài truyền hình nha các bạn. Đã được phỏng vấn ở trên đài truyền hình Hà Nội 1 nha các bạn. Là một người có kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng ông Nguyễn Việt Hưng đã chủ động dừng công việc tại ngân hàng. Giám đốc của cái ứng dụng Bagan này, của cái công ty Bagan này là ông Nguyễn Việt Hưng. Đó, mình biết chính xác. Đứng trước xu thế hội nhập kinh tế thời 4.0, ông Hưng đã nhìn thấy những cơ hội từ nhu cầu thực tế của người dân trong xã hội. Mình biết chính xác được cái tên cần dùng đến của mỗi người. Cái tên của hoặc thậm chí vài chục ngàn đồng, tích góp lại cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng. Và ứng dụng Bagan đã được ông Hưng ấp ủ. Mình phải biết chính xác được cái tên của người đứng sau luôn các bạn. Đó. Ứng dụng có vai trò chủ doanh nghiệp là ai, giám đốc là ai luôn các bạn. Đó. Và lãi suất thụ động sẽ được sinh. Cũng phải suy nghĩ cũng khá lâu. Sau đó thì cũng dũng cảm để thành lập doanh nghiệp. Ông có thể chia sẻ về những cái khó khăn, thách thức mà mình phải đối diện kể từ khi mà mình quyết định là sẽ đi cái con đường riêng? Khó khăn thì rất là nhiều. Lúc đầu thì ra làm ấy thì phải nói là cũng rất là bỡ ngỡ. Cái đầu tiên ấy là phải tập hợp được đội ngũ. Và quả thực là nó không đơn giản một chút nào. Bởi vì là mình phải tìm được những người mà họ cũng phải đồng điệu với mình, cùng nhìn, cùng... Vâng, chắc mình xem như đó thôi. Tại thời lượng video mình cũng có hạn các bạn. Các bạn nào muốn xem hết cái video này thì các bạn có thể là lên YouTube, các bạn search là ứng dụng tài chính thông minh Bagan là con đường doanh nhân. Đó. Các bạn lên các bạn xem đầy đủ cái video này hơn nha. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn mà thôi. Rồi, về cái con ứng dụng Bagan này á, thì các bạn có thể là tích lũy nè, có thể đầu tư nè, có thể gửi góp nè, có thể là mua bảo hiểm nè. Đó. Đó thì nó sẽ có 4 cái sản phẩm như vậy các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để gửi tiết kiệm thôi, chỉ với 50.000 là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm cái phần khuyến mãi của nó. Thì cái gì á mình cũng cần phải tìm hiểu và nghiên cứu cho nó kỹ các bạn. Ê, xin lỗi nha, mình bấm vào phần ưu đãi nè. Thì các bạn kéo xuống dưới á thì sẽ có giới thiệu, bạn vào xem cái phần giới thiệu Bagan ngay nè, quà về liền tay. Thì mình bấm vào xem chi tiết. Đây các bạn sẽ thấy là tiền về liền tay là nhận ngay 100k. Đó là mình sẽ tóm tắt về cái phần chi tiết thưởng này cho các bạn dễ hiểu là nó như thế này. Rồi nếu như bạn là một người chỉ muốn nhận 20k tiền thưởng thôi á, thì bạn chỉ cần là nạp 50.000, bạn gửi tiết kiệm kỳ hạn là 1 tháng, và trong vòng 1 tháng đó bạn không được rút tiền ra sớm hơn 1 tháng nha.
bạn phải đợi đúng kỳ hạn 1 tháng, bạn sẽ có tiền lãi của 50k và cộng thêm 20k tiền thưởng từ cái ứng dụng này. Đây, ở trong mục là tải app và tích lũy thành công sẽ rinh về ngay 20k tiền thưởng các bạn. Đó, và bạn cần gửi ít nhất kỳ hạn 1 tháng và số tiền ít nhất là 50k và bạn sẽ nhận được 20k tiền thưởng này. Rồi làm thế nào để nhận thêm 80k tiền thưởng tiếp theo nữa? Thì bạn phải đi giới thiệu. Ví dụ bây giờ bạn sẽ chia sẻ cái ứng dụng này cho người thân, người nhà của bạn hoặc là bạn bè của bạn á, cài vào và họ cũng tiến hành là nạp ít nhất là 50.000 và ít nhất là thời hạn là 1 tháng. Thì sau 1 tháng đó thì người bạn được bạn giới thiệu á, thì cũng sẽ là nhận được 20k tiền thưởng giống như bạn và bạn sẽ nhận được 80k tiền giới thiệu. Nhưng mà với một cái điều kiện là bạn phải nạp ít nhất là 500k. Thì bạn mới có thể là có cái quyền để đi giới thiệu cho người khác. Đó, mình nói tới đây á thì không biết là video này có những bạn nào đã từng tải túi ba gang về và nhập mã giới thiệu của người ta, nhưng mà sau khi 1 tháng đó thì bạn không nhận được 20k. Là mình sẽ giải thích cho các bạn như thế này, tức là người đó, cái người mà cung cấp cái mã giới thiệu cho bạn, người ta đã không làm đúng những cái gì mà ở cái ứng dụng này nó quy định. Đây mình ví dụ ha. Ví dụ như cái người mà cho bạn cái mã giới thiệu đó, người ta không có nạp đủ 500k và người ta không gửi đủ kỳ hạn 1 tháng, và hoặc là người ta đăng ký nhiều tài khoản trên một điện thoại, đó cũng gọi là gian lận đó, người ta vi phạm một trong ba điều này thì người ta sẽ gửi cái mã giới thiệu, bạn vẫn đăng ký được nhưng mà sau 1 tháng bạn sẽ không nhận được quà, bởi vì cái người giới thiệu cho bạn người ta không hợp lệ. Cho nên là mình mới nói là các bạn là hãy xem kỹ video này và làm đúng theo từng bước một mà mình nói, thì các bạn sẽ nhận được cái tiền thưởng này và các bạn sẽ đi giới thiệu, hoặc là bạn kiếm, các bạn sẽ kiếm được tiền không giới hạn khi bạn giới thiệu cho bạn bè, người thân và những người, thậm chí là những người bạn không quen biết trên mạng xã hội. Bởi vì cái phần thưởng nó rất là cao, một người bạn giới thiệu thành công nó sẽ cộng 80.000, nên bạn phải lưu ý và làm đúng thì bạn mới nhận được cái tiền thưởng này. Rồi nếu trong trường hợp mà bạn đã xác định ngay từ đầu á là bạn sẽ tải con app này về để mà bạn có cái mã giới thiệu mà bạn đi mời bạn bè để bạn kiếm 80k một người đó, thì các bạn hãy nạp vào 500.000 và các bạn gửi ít nhất là 1 tháng, thì lúc đó bạn mới đủ điều kiện để mà đi giới thiệu bạn bè. Ở đây các bạn chỉ thấy nè, đó, giới thiệu thành công một người là mình nhận ngay 80.000 nè, nhưng mà khi giới thiệu thành công 5 người là mình nhận ngay được 400.000, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đây là một cái sự kiện mà mình không biết khi nào nó kết thúc. Cho nên các bạn hãy nhanh tay đăng ký ngay bây giờ và các bạn đi giới thiệu bạn bè, thì cái tiền thưởng này nó sẽ không có giới hạn luôn. Các bạn giới thiệu càng nhiều là các bạn sẽ được tiền thưởng càng nhiều. Con số có thể là lên đến vài triệu, vài chục triệu hoặc thậm chí vài trăm triệu, tùy vào năng lực của các bạn. Và cái tiền thưởng này nó sẽ tự động được cộng vào trong ứng dụng của bạn sau khi mà cái người bạn giới thiệu á, người ta hoàn thành cái gói gửi ít nhất là 1 tháng. Ví dụ người ta gửi kỳ hạn mà 1 tháng thì người ta phải để im đó đúng 1 tháng, sau á thì nó đáo hạn người ta rút ra thì là hợp lệ nha các bạn. Còn trong cái trường hợp mà cái người bạn giới thiệu á rút cái tiền ra trước cái ngày đáo hạn á thì nó cũng không hợp lệ nha các bạn. Cho nên á, cả hai bên phải cùng hợp tác với nhau là phải tuân thủ cái luật chơi của cái ứng dụng này thì chúng ta mới kiếm được tiền nha các bạn. Và các bạn tuyệt đối không nên là chúng ta đăng ký nhiều tài khoản trên một thiết bị điện thoại. Có thể á, là mình đăng ký xong, mình có thể là lấy điện thoại của mẹ mình để mà đăng ký thêm một tài khoản, coi như là mình giới thiệu qua cho mẹ mình đó. Rồi mình lấy cái điện thoại của mẹ mình cũng đăng ký một tài khoản và mình KYC, chụp căn cước đồ các kiểu, rồi nạp 50.000 vô và gửi kỳ hạn 1 tháng, là 1 tháng sau là mẹ bạn vừa kiếm được 20.000 mà bạn vừa kiếm được 80.000. Rất là ngon luôn. Thì cái ứng dụng này mình đã test cho các bạn về cái độ uy tín của nó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ứng dụng và cũng như cách nhập mã giới thiệu để nhận được cái phần quà là 20.000 nha. Rồi, ví dụ các bạn đang xem video của mình trên YouTube như thế này ha, thì các bạn sẽ bấm vào phần phía dưới video của mình có cái chữ xem thêm nè. Các bạn bấm vào chữ xem thêm thì ở đây mình sẽ để cái đường link đăng ký cái app này ở phía dưới nè, màu xanh xanh như thế này. Chữ đăng ký app xong tới màu xanh này, các bạn nhấp vô cái phần màu xanh này nha. Rồi, là nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang như thế này để các bạn cài đặt. Rồi các bạn chỉ cần nhấp vào cái nút cài đặt nè. Tiếp tục các bạn nhấp vào cái nút cài đặt. Rồi các bạn sẽ chờ nó cài đặt cái ứng dụng vào điện thoại cho mình nha. Rồi xong rồi mình bấm mở lên nè. Rồi mình không cho phép nha. Tùy thôi, bạn muốn cho phép thì bạn cho nó thông báo, còn không thì thôi nha. Rồi mình sẽ bấm vào màn hình để nó tiếp tục nè. Xong mình bấm vào chữ tiếp tục nè. Bấm vào tiếp tục đó, vô khám phá. Rồi bây giờ các bắt đầu các bạn bấm vào cái nút là đăng ký nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của bạn vào, cái số điện thoại mà đang sử dụng vào nha.
Rồi sau đó mình bấm vào tiếp tục. Rồi tới bước này nó cần mình xác nhận mã OTP thì nó sẽ gửi về tin nhắn điện thoại cho mình á, mình thoát trở ra. Để mình vào cái phần tin nhắn điện thoại mình kiểm tra. Đây là cái tin nhắn nè các bạn. Đó bạn sẽ bấm vào bạn xem cái tin nhắn của cái tên Ba Gang nè. Đó mình bấm vào mình xem. Xem cái số này là số mấy nè. Ví dụ của mình là 571541 nè. Rồi mình sẽ quay lại. Đó mình quay lại app Ba Gang mà, mình nhập vào 571541. Rồi mình bấm tiếp tục nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo mật khẩu. Các bạn tạo mật khẩu và các bạn nhớ nha, để sau này mình đăng nhập vào nha các bạn. Nè, lưu ý là mình phải có một ký tự viết hoa nè. Phải dài trên 8 ký tự và phải có một cái chữ số nha. Rồi mình bấm tiếp tục. Rồi tới bước này là mình phải xác thực EKC. Rồi mình bấm tiếp tục nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là xác thực bằng chứng minh nhân dân hoặc là xác thực bằng căn cước công dân. Mình sẽ chọn bằng căn cước công dân nha. Thì cái này á, các bạn yên tâm nha. Nói chung những cái ứng dụng về tài chính bây giờ nó cần phải xác thực cái căn cước công dân này các bạn. Xác thực căn cước công dân này rất là có ích cho sau này nó bị bảo vệ cái an toàn của tài khoản của mình. Rồi mình bấm vào tiếp tục nha các bạn. Rồi nè, nó hướng dẫn mình nè là giữ cái thẻ chụp trong khung hình. Không sử dụng cái giấy tờ bị mờ nè, bị quăng mép mà bị lóa, bị nhè nha. Rồi mình bấm vào tiến hành xác minh nha. Rồi mình cho phép máy ảnh nha. Trong khi dùng ứng dụng nè, bấm vào cho phép nè. Đấy, các bạn nhớ là cho phép cái ghi âm này trong khi dùng ứng dụng luôn nha. Rồi khi mà chụp mình cảm thấy ok rồi mình bấm sử dụng ảnh này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chụp mặt sau. Mình quay mình lật cái căn cước công dân là mình chụp mặt sau nha. Các bạn nhớ là chụp cho nó thật là rõ nét, không có bị chóa, bị nhè gì hết nha các bạn. Đó, chụp khi nào mình cảm thấy rõ thiệt rõ rồi mình mới bấm sử dụng ảnh này, không thì mình bấm chụp lại nha các bạn. Chứ mà mình nhè là nó không có chấp nhận cho mình xác thực thành công đâu. Mình bấm sử dụng ảnh này nha. Rồi ok ok. Rồi bây giờ đó là đến cái bước xác minh khuôn mặt. Thì mình cũng bấm vào tiến hành xác minh luôn. Rồi cái bước xác minh khuôn mặt này á, thì mình sẽ bỏ nón ra. Mình sẽ bỏ mắt kính ra, mình bỏ khẩu trang ra. Ok, sau khi các bạn chụp cái mặt của các bạn xong á, thì sẽ bước đến bước này. Thì các bạn cũng đọc những cái điều khoản của nó đi. Đó, đọc từ trang 1 tới trang 11, nói chung cũng khá là dài, đàng hoàng luôn các bạn. Rồi bạn cứ đọc xong bạn bấm vào tôi đồng ý nè. Xong rồi tích vào đây ha. Xong rồi bấm vào cái nút là tôi đồng ý. Rồi bước này á sẽ cài đặt cái thông tin thanh toán của mình. Thì cái đầu tiên á mình sẽ chọn ngân hàng. Là bạn chọn ngân hàng bạn đang sử dụng đó nha. Thí dụ như mình dùng Vietcom. Đấy, mình sẽ đánh vào Vietcom nó sẽ ra cái tên ngân hàng nè, mình bấm chọn vô nè. Rồi ở đây mình điền số tài khoản nè. Ở đây mình nhập số tài khoản nó tự ra cái tên cái họ tên mình luôn các bạn. App rất là xịn sò luôn ha. Rồi mình bấm tiếp tục nha. Rồi tới bước này thì mình bấm vào bắt đầu trải nghiệm nha. Rồi cái bước này cực kỳ quan trọng nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái có nó có cái dấu chấm than màu vàng nè các bạn thấy không, có cái túi tiền nè chấm than màu vàng, các bạn bấm vào nè. Rồi bây giờ là đến email, các bạn bấm vào phần email, mình sẽ xác thực email luôn nha các bạn. Rồi mình nhập địa chỉ email của mình vào, bấm gửi mã xác thực. Rồi nhập email xong ha, nó sẽ gửi cái mã xác thực về email. Mình vô mình check mail. Rồi trên điện thoại này mình bấm chữ mail nè. Đó mình vô cái ứng dụng Gmail của mình nè, mình coi. Đây chăm sóc khách hàng Ba Gang nè, xác thực nè. Rồi coi số máy 739288. Rồi mình quay trở lại đây mình nhập vô 739288. Rồi bấm vô xác thực luôn các bạn. Rồi xác thực thành công luôn. Thì các bạn nhập mã giới thiệu ở đây nha. Nè, nhập mã nhận quà nè, các bạn nhớ nhập mã nhận quà nha. Nhập mã nhận quà để nhận 20k nè. Các bạn nhập vào cái mã là 121 nè, 151 nha. Sau đó các bạn bấm vào nút nhận. Thì kể từ ngày các bạn gửi tiền vào đó, các bạn gửi 50.000 vào đó, thì đúng 1 tháng sau thì các bạn nhận được 50.000 tiền gốc nè, cộng tiền lãi nè, cộng 20.000 tiền tặng nè. Đó. Rồi bạn bấm vô nút nhận, nó hiện là bạn đã nhập mã giới thiệu thành công, như vậy là ok nha. Thì các bạn nhập mã giới thiệu của ai cũng được thôi, chứ mình không bắt buộc các bạn phải nhập mã giới thiệu của mình. Nhưng mà trong cái trường hợp bạn nhập mã giới thiệu của người khác, bạn sẽ không đảm bảo được cái vấn đề là người ta có làm đúng hay không. Nếu như người ta chỉ làm chệt một cái thôi là các bạn không nhận được 20.000. Nó quy định đó là cái người mà cho bạn cái mã giới thiệu đó phải làm đúng các bước, như là gửi vào tối thiểu 500k và gửi kỳ hạn ít nhất là 1 tháng, và trước 1 tháng không được rút tiền ra. Người đó đưa cái mã giới thiệu cho mình nhưng mà không biết người đó có làm đúng hay không. Nếu người đó làm không đúng thì sau này mình cũng không nhận được là 20k 20.000 tiền thưởng đâu. Đó, nhưng mà trong video này mình sẽ làm từng bước để cho các bạn xem
chút xíu nữa là mình sẽ nạp 500.000 vào. Thì cái mã giới thiệu của mình nó sẽ hoàn toàn hợp lệ và mình sẽ gửi kỳ hạn 1 tháng nha các bạn. Đó, còn các bạn lấy những mã giới thiệu của người khác thì khả năng những cái mã giới thiệu mà trôi nổi trên mạng đó thì khả năng là các bạn sẽ không nhận được tiền thưởng rất là cao cho. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi nạp tiền vào nha các bạn. Rồi mình sẽ bấm ngay cái phần là nạp tiền ngay nè. Số dư của mình đang là 0 đồng. Thì bây giờ mình muốn nạp bao nhiêu mình nhập vào đây. Rồi, ở bước này á, thí dụ bạn chỉ muốn nhận 20.000 thôi thì bạn chỉ cần nạp vào 50k. Nhưng mà với trường hợp bạn muốn đi giới thiệu bạn bè thì bạn nạp hẳn vào đây luôn 500k cho mình nha. Rồi, mình bấm vào tiếp tục. Thì ở đây sẽ cung cấp cho mình cái số tài khoản nè, ngân hàng MB Bank nè, số tài khoản nè, tên chủ tài khoản nè và nội dung chuyển khoản nè. Rồi các bạn sẽ sao chép, bấm vào nút sao chép số tài khoản nha. Mình sẽ mở cái app ngân hàng của mình là đang sử dụng là Vietcombank lên để mình chuyển khoản vào. Rồi như vậy là mình đã chuyển khoản thành công vào lúc là 14:40. Rồi sau khi các bạn nạp tiền xong nè, rồi mình quay trở lại app Bagan, mình bấm vào cái nút xác nhận nha. Rồi giao dịch của bạn đang được xử lý nè. Rồi các bạn bấm vào nút là tiếp tục. Đó, rồi xong như vậy các bạn thoát ra luôn ha, thoát ra luôn. Nếu mà các bạn cảm thấy là tiền lâu vào hay gì đó, mình có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng ở đây nè. Đó, có cái hình người đây nè, bạn có thể là chat qua Messenger hoặc là gọi thẳng trực tiếp hotline luôn ha. Thì ở đây mình cũng nói sơ qua cái phần đầu tư nè. Thì ở đây nó có cái phần đầu tư thì mình có thể mua mấy chứng chỉ quỹ đó bạn, giống như mua chứng khoán nha bạn, mua cổ phiếu rồi đó, bấm vào đây mua đầu tư ha. Nhưng mà cái phần này mình sẽ làm trong cái video tiếp theo. Cái phần này chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi tiết kiệm để mình kiếm cái tiền khuyến mãi của nó thôi ha. Gửi tiết kiệm này các bạn bấm vào cái phần là tích lũy nè. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nếu như mình gửi vào cái gói 12 tháng á, thì nó sẽ là 8% một năm. Cái gói không kỳ hạn á, lãi ngày các bạn 4,7% một năm. Thì cái không kỳ hạn này nó cao cực kỳ. Nó ưu điểm của nó là cái gửi không kỳ hạn, tức là bạn gửi bạn rút ra lúc nào cũng được. Nhưng mà đặc biệt những cái bạn mà muốn kiếm tiền từ cái sự kiện này, đặc biệt là không được rút ra sớm hơn nha. Các bạn phải gửi vào cái gói ít nhất là một tháng này nè. Rồi tiền vào các bạn, số dư ba gan là 500.000 nè, đúng 2 phút luôn bạn. Vừa bước qua 14:42 thì tiền nó cập nhật vào bạn, nạp tiền cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ nè, mình sẽ bấm vào tích lũy nè, rồi mình sẽ bấm vào phần tích lũy nha. Rồi mình sẽ chọn gửi vào kỳ hạn là 1 tháng nè, mình bấm vào gửi nè, bấm vào nút gửi nha. Rồi mình sẽ nhập vào đây, mình nhập vào cái ô này cái số tiền mình muốn gửi là 500.000 nha. Đấy. Rồi mình gặp vào 500.000 như thế này nha các bạn. Rồi đây mình bấm vào tiếp tục nè. Đây là dự kiến nè, mình sẽ nhận được 502.378 đồng sau 1 tháng nè. Mình bấm vào tiếp tục nè. Rồi mình bấm vào xác nhận nè bạn. Đó, phí dịch vụ là miễn phí nè, không có phí gì hết nè. Rồi nó sẽ cho mình biết cái ngày đáo hạn là ngày 30/9 nè. Thí dụ ngày bắt đầu là 30/8 nè, ngày đáo hạn sẽ là 30/9. Đúng 30/9 nó trả tiền về, quay vào ngày hành chính nè. Đúng 30/9 nó sẽ trả tiền gốc vào cho mình nha. Rồi để kiểm tra cái gói tiền gửi của mình á, thì mình bấm vào cái phần là tài sản nè. Ở phía dưới nè các bạn để ý nha, ở dưới nè, bấm vào một tài sản nè. Thì bạn bấm vào cái mục là tích lũy nè, bấm vào mục tích lũy, mình đang có 500.000 nè, bạn bấm vào tích lũy nè. Đó thì bạn bấm vào cái gói là 1 tháng này nè. Đó, các bạn muốn rút tiền sớm thì chỉ cần bấm vào cái nút là tắt toán này thôi. Đó, nhưng mà các bạn nào muốn nhận thưởng thì không nên bấm vào nút tắt toán này nha, đợi 1 tháng sau tự động tiền nó trả về nha thì mình mới nhận được 20k. Nếu trong trường hợp là các bạn gửi vào 50k để các bạn nhận 20k tiền thưởng á, thì đừng có đụng gì hết, đừng có đụng gì đến hết á, chứ đúng 1 tháng sau thì nó sẽ trả tiền về, các bạn sẽ nhận được 20k tiền thưởng. Trong cái trường hợp mà bạn muốn kiếm thêm 80k, giới thiệu một bạn bè 80k thì bạn sẽ nạp vào 500.000 như mình. Đó, nạp vào 500.000 như mình. Ngay cái lúc mà bạn nạp tiền vào như vậy là các bạn đã đủ điều kiện đi giới thiệu bạn bè đó các bạn, chứ không phải đợi tới 1 tháng sau đâu. Đó, các bạn nạp 50k, nạp 500k vào xong. Các bạn gửi kỳ hạn 1 tháng xong. Rồi các bạn quay ra phần trang chủ. Các bạn cũng bấm vào cái phần túi tiền và cái dấu chấm than này cho mình nè. Thì các bạn ở đây các bạn sẽ thấy cái phần mời bạn bè. Rồi các bạn kéo xuống dưới nè. Thì các bạn sẽ thấy cái mã mời của bạn nó nằm ở đây. Các bạn có thể là sao chép cái link này nè. Bấm vào sao chép link. Rồi bấm vào sao chép link xong đúng không? Mình có thể là lên. Đây ạ. Mình lên Messenger nè. Mình lên Messenger về mình bấm vào phần tin nhắn nè. Mình bấm đè vào. Cũng có đèn ngón tay mình bấm vào dán nè. Rồi sau đó mình bấm gửi. Thì đây là một cái đường link mà đăng ký gửi cho bạn bè. Người ta chỉ cần nhấp vào cái đường link này nè. Đó. Là sẽ đến cái trang để mà tải app về. Đó, bạn sẽ hướng dẫn họ tải app về và hướng dẫn nhập mã giới thiệu như mình đã hướng dẫn từ đầu video đến giờ nha. Đó thì mỗi người sẽ có một cái mã giới thiệu riêng. Của mình là 121151, của bạn sẽ là một cái số khác.
bạn sẽ hướng dẫn họ nhập cái mã giới thiệu này vào, hướng dẫn họ nạp tiền và gửi tiền đó. Thì cũng như từ đầu video đến giờ mình hướng dẫn, hoặc là bạn có thể là gửi trực tiếp cái video của mình cho họ xem, cả hai sẽ cùng nhận được tiền nha. Họ sẽ nhận được 20k và bạn sẽ nhận được 80k. Chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn mà chưa hiểu thì có thể liên hệ với Zalo của mình. Zalo của mình là 0926571554. Đó, có thể là liên hệ trực tiếp với Zalo của mình. Nếu mà chưa hiểu chỗ nào thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.